Rồi, xin chào anh em chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em xin giới thiệu về cặp loa Bookshelf Onkyo Liverpool D500. Thì đôi này thì shop em thường thì bán cũng rất nhiều rồi. Hôm nay thì có một cặp ha. Cặp này thì về ngoại hình cho tới tất tần tật thì nó gần như rin cả 100%, đúng là rin 100% luôn. Đó. Nhưng mà cái này là cái gân nó đã được thay tại Nhật anh em nhé, chứ không phải Việt Nam thay, không phải Việt Hùng. Cái nào thay đâu báo đó ha. Đây là cặp e căng của em nó nha, em cứ lộn hoài. Cặp e căng, e căng lưới căng zin, chữ logo đầy đủ nha. Đó. Lo thì nguyên zin, không cấn mẻ bể nở ha, đẹp. Đó. Gân này được thay gân mút này nè, thay tại Nhật nha, không phải thay Việt Hùng. Đó. Về là nó như vậy luôn nè, nguyên hết cho đẹp. Và đôi này trùng seri nha. Đó, trùng seri. Ngoài phía sau cho anh em nha. À, rất đẹp kìa, lỗ hơi. Con này thì nó có công suất là 180W. À, 180W. À. Nặng 11,5 kg anh em nha. Rồi, thì nhiều anh em hay phần nè là cái trạm của nó khó gắn lắm, tại vì nó dặn ra như thế này nè, nó khó gắn cho anh em. Thì hôm nay cặp này riêng có một cặp này thôi, em lên cái trạm luôn và giữ lại cái trạm cũ của nó đây, lên cái trạm xịn và xịn phải tương thích nữa nha anh em, chứ không phải mình lên cái trạm cái nó trần dần, nó không có hay, không có đẹp đâu. Đó anh em thấy không, lên cho anh em sẵn luôn, anh em có thể gắn cấp bắp chuối, gắn mọi chi rất là dễ dàng, không có khó như cái trạm của nó tại nó lâu rồi. À, anh em có thể ghép vào những cái dòng mâm ly, ví dụ là xanh xuôi hay là đờ nông. À, hôm nay thì em ghép 7800 là mã luôn. À, em thấy em mở rất nhỏ nha, tiếng xuống sâu. Và giá bán của đôi loa này tại shop em đang là 5.800.000 bao ship cho anh em. À, riêng cặp trạm là em thay là không có tính phí nha, trạm riêng của nó vẫn còn giữ nha anh em nhé. Đây đó. Về hình thức lo là trùng seri luôn nha, rất đẹp. Đây em đang ghép 7800 mắt đôi nha, mà lớn cho anh em nghe thử nha. Trên ai
cuốn tầm tay mà đường trên ai hay cay đắng đỏ đầy kỷ niệm này đã xa cuốn tầm tay. Đấy rồi à, anh em nào yêu hãy phone nghe cho em nhé. À, với những người anh em mà biết chơi thì họ bảo là thay cặp trạm thì rất là tốt, còn anh em không biết chơi thì nó là thay rồi thì mất riêng mình. À, em ví dụ thôi, một cái dây AV7 về, cái dây mà AV7 á là cái đầu rắc riêng của nó tầm trung á, thì những cái đầu đó bây giờ đã ten hết rồi, anh em cắm vô nó đâu có tiếp xúc tốt đâu mà để cho tiếng ra hết nhá. Chúng ta phải thay lại cái đầu mới, hay bởi vì dây 7 em hay về là báo thay đầu là như vậy để tiếp xúc hơn, dặn cắm rắc nó dễ dàng, nó không bị hại mấy cái đầu rắc của chúng ta nhá. Anh em lưu ý những cái con này, bây giờ chúng em anh em muốn xài bắp chuối sao gắn à, anh gắn em gắn mỗi chim đã khó rồi nên chim bắp chuối nha. À, còn cái đầu mới chúng ta lên chỉ tháo cái đầu ra thay lại, và cái này thì nó rất là hợp lý luôn, anh em chỉ dặn ốc ra gắn ốc vào à, nó rất là dễ. Rồi tới đây em xin kết thúc nha, giá là 5.800.000 bao ship toàn quốc cho anh em nha, để anh em chịu khoản đủ nha. Rồi xin cảm ơn em.